cho đến những cái biến chủng khác lạ quá nhiều so với cái biến thể cũ thì miễn dịch của chúng ta có thể. Theo như các bạn thì Omicron có thể khiến cho đại dịch Covid-19 này kết thúc không? Cách đây khoảng hơn một tháng thì vào ngày 11 tháng 11, Omicron lần đầu tiên đã được phát hiện ở tại Nam Phi. Cho đến nay thì nó đã lan ra hơn 50 quốc gia ở trên toàn thế giới. Đây được coi là biến chủng SARS-CoV-2 tồi tệ nhất từ trước cho đến giờ, bởi vì nó có chứa đến hơn 60 đột biến so với biến thể Vũ Hán ban đầu. Trong đó có khoảng 32 đột biến liên quan đến protein gai và nhiều đột biến không thấy ở những cái biến chứng khác. Vậy thì cái điều đáng lo ngại ở đây là gì? Protein gai nó giống như là một cái chìa khóa để virus corona xâm nhập vào trong cơ thể. Và hầu hết các vaccine phòng Covid hiện nay như là Pfizer, Moderna hoặc là Nanocovax Việt Nam cũng đều dựa trên cấu trúc của protein gai của các biến chủng cũ. Vì vậy nếu như mà xuất hiện những cái protein gai cho đến những cái biến chủng khác lạ quá nhiều so với cái biến thể cũ thì miễn dịch của chúng ta có thể không nhận ra chúng, dù là người đã từng bị nhiễm Covid-19 hay là những người đã từng được tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên là dù mang trong mình khả năng lây lan gấp ít nhất 3 lần Delta cùng với khả năng né tránh miễn dịch siêu cấp VIP Pro, nhưng theo những cái dấu hiệu ở đây thì Omicron đa số là nó chỉ gây ra những cái triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng gì cả. Điều này khiến ta liên tưởng tới một cái loại vaccine giảm độc lực. Chúng là virus sống đã được làm cho yếu đi, khi được đưa vào trong cơ thể không thể gây bệnh được nhưng giúp cho chúng ta vẫn có thể sinh ra kháng thể. Liệu Omicron chính nó có đang là một loại vaccine giảm độc lực tự nhiên? Nếu đúng như vậy thì nó có thể lấn át được Delta và gây ra miễn dịch cộng đồng và đại dịch sẽ kết thúc. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là phỏng đoán thôi nha các bạn, chưa có gì là chắc chắn cả. Thế nên chúng ta không được phép lơ là, và biết đâu một ngày nào đó xuất hiện một cái biến chủng mới kết hợp với khả năng lây lan cực nhanh của Omicron và độc lực cao của Delta thì sao? Vì vậy điều mà Thúy muốn chia sẻ với các bạn, việc mà các bạn cần làm bây giờ là tiêm phòng vaccine đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.